chúng tôi cũng đã nhận được những cái câu hỏi đầu tiên đấy là à, của bạn à, trần quý anh của bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam à, và à, ở đây bạn có hỏi đến cái vấn đề đấy là cái điều quản lý à, hen ở giai đoạn mà ổn định à, về cái việc mà các bác sĩ sẽ chọn trách một hay trách hai à, trong quản lý hen phế quản và trước tiên thì xin mời tiến sĩ à, bác sĩ thanh huyền ạ và, bác sĩ Thanh Huyền đâu nhỉ? Vâng. Thì không thì thôi trước mắt là cứ mời đây à, à. em em đây ạ. À. Vâng ạ, vâng. Vâng, mời bác sĩ Huyền chia sẻ là cũng cái băn khoăn của các đồng nghiệp đấy là trong hướng dẫn của về quản lý hen ở trẻ em trên 12 tuổi và ở người lớn thì có nói đến vấn đề đấy là lựa chọn Trách một hay lựa chọn trách 2 thì với kinh nghiệm của bác sĩ Huyền đấy là trong trường hợp nào thì sẽ chọn trách một trong trường hợp nào chọn trách 2 À, thứ nhất là xin cảm ơn uh, câu hỏi của uh, quý bác sĩ ở bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam uh, thì liên quan đến cái quan điểm về lựa chọn uh, trách một trách hai trong cái hướng dẫn của zina để quản lý hen uh, thì thực ra thì trong cái việc mà lựa chọn cái trách nào thì chúng ta cũng phải cá thể hóa trên từng đối tượng bệnh nhân một thì qua hai cái phần trình bày của cả bác sĩ huyền cũng như là bác sĩ quyên thì chúng ta cũng thấy là cái việc mà mà chú ý đến cái việc mà chẩn đoán đúng hen nữa này. từ đầu tiên chúng ta chúng ta phải phải xác định đúng là hen và mức độ như thế nào để lựa chọn cái cái uh, khởi trị với cái liều ICS cho nó phù hợp. Uh, trong hai cái trách một và trách hai này thì đề cập đến cái việc là sử dụng ví dụ như trách một chúng ta sẽ ưu tiên là ICS và formoterol với cái, cái cách điều trị đó là liệu pháp điều trị mặt và ở những cái bậc 3 4 5 thì chúng ta sẽ uh, sử dụng hoặc môone với cái liều với vai trò là thuốc để kiểm soát là một và cái thứ hai nữa là vai trò của uh, thuốc để mà gọi là uh, giảm triệu chứng khi cần thì đấy đối là đấy là vai trò của ACS và môteron Thế thì ưu điểm của trách 1 nếu chúng ta lựa chọn ACS hoặc thì ở những cái bệnh nhân mà uh, bậc 1 bước 1 một, bước 2 một, bước đó thì chúng ta uh, chỉ cần sử dụng pho mô phòng motorone uh, khi khi cần thôi cái ưu điểm của dùng khi cần đối với ICS phòng mô thì nó khác với cái việc mà uh, trách 2 chúng ta sử dụng xa 3 khi cần ở bước 1 với axi phòng môn thì chúng ta sẽ có cái thần thành phần CS uh, trong mỗi cái lần sử dụng uh, khi cần thì vai trò của ICS trong cái việc kiểm soát nền viêm ở bệnh nhân hen thì đã được khẳng định rất rõ và khi mà có biểu hiện của uh, những cái biểu hiện của 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 hen biểu hiện của triệu chứng hen thì rõ ràng là cái hiện tượng cái tình trạng viêm ở đường thở của bệnh nhân là gia tăng gia tăng và chúng ta sử dụng cái liều ICS hoặc mometron khi cần vai trò của ICS ở đây sẽ giúp cho cái việc quản lý cái nền viêm tốt hơn và khi quản lý nền viêm tốt hơn thì cái việc mà kiểm soát triệu chứng cũng như là để dự phòng không cho cái cái hiện tượng viêm gia tăng kéo theo đó là cái biểu hiện triệu chứng của hen sẽ nặng lên à, một vấn đề nữa đó là à, khi sử dụng ICS hoặc Moterol thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ sẽ uh, tác động vào được cái cửa sổ cơ hội ở đây thì không có cái hình vẽ rõ ràng nhưng mà uh, trong rất là nhiều các cái tài liệu cũng đã đề cập đến cho chúng ta thấy đó là trước khi bệnh nhân có những cái biểu hiện uh, của hen cấp thì uh, hiện tượng viêm trong đường thở của người bệnh đã có sự gia tăng từ trước đó rồi và việc thêm cái liều ICS hoặc mometolone khi cần ngoài cái tác dụng giãn phế quản của mometolone có thể khởi phát tác dụng uh, nhanh trong một vài phút để giúp giãn phế quản và giảm triệu chứng cho bệnh nhân thì bản thân ICS với cái liều khi cần đó thì có thể tác động vào cái nền viêm cho người bệnh nhưng mà nhược điểm của cái uh, liều à, một cái ưu điểm bác sĩ huyền xin nói thêm một cái ưu điểm của cái trách uh, một đó là bởi vì cái vai trò của thuốc kiểm soát và vai trò của thuốc giảm triệu chứng chỉ với một cái dụng cụ hít thôi thì nó cũng làm cho bệnh nhân uh, cũng dễ dàng sử dụng nếu mà chúng ta ngồi khám bệnh nhân thì chúng ta uh, có khi là chỉ cần hướng dẫn cái cách sử dụng cái dụng cụ hít tục buhaler đấy thôi và bệnh nhân sẽ hít uh, với cái liều như để kiểm soát và sử dụng khi cần với cái vai trò là thuốc giảm triệu chứng, một dụng cụ hít thì có thể vừa là để kiểm soát và vừa dùng cắt cơn khi cần thì cũng giúp bệnh nhân tuân thủ nó dễ hơn. Thế nhưng cũng có một những cái nhược điểm đến từ cái việc sử dụng asiat và đó là vì cái việc mà dùng khi cần thôi, thế cho nên là À, sẽ dẫn đến cái tình huống là có những cái bệnh nhân mà họ cũng có những cái biểu hiện của hen nhưng cũng không có đến mức mà mà cảm thấy khó chịu quá và à, có thể là họ bỏ qua cái liều dùng khi cần và chính vì cái việc bỏ qua cái liều khi cần đấy thì cũng là một trong những cái nguy cơ làm tăng nặng những cái triệu chứng hen hoặc là dẫn đến cái đợt cấp của hen. Thế còn đối với cái trách 2 trách 2 thì bệnh nhân sẽ được sử dụng ICS ICS và một cái saba để cắt cơn khi cần thì cái việc sử dụng uh, ICS với một cái liều cố định đều đặn hàng ngày thì cũng đem lại một cái thói quen rất là tốt cho bệnh nhân đó là uh, dù bệnh nhân có biểu hiện của hen cấp hay không thì cứ đến giờ là dùng thuốc mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối uh, dùng những cái liều ICS cố định theo đơn của bác sĩ thì với cái việc uh, cố định một cái liều như vậy cũng dành cho bệnh nhân một cái cái thói quen đó dùng thuốc đều đặn tránh bỏ những cái liều Uh, liều liều thuốc để mà kiểm soát thì với cái liều AC dùng đều đặn như vậy thì cũng đem lại một cái hiệu quả đó là kiểm soát nền viêm tốt và dự phòng cái cái đợt cấp tốt hơn uh, cái việc mà uh, lựa chọn trách 1 trách 2 uh, cho những đối tượng nào thì đối với cái trách 2 thì trong những cái trường hợp mà bệnh nhân uh, có thể là kém tuân thủ tức là không có ý thức tuân thủ cái việc điều trị thì nếu mà mình lựa chọn cái một cái ics cố định để cho bệnh nhân dùng đều đặn hàng ngày giúp bệnh nhân giải luyện một cái thói quen dùng thuốc uh, đều đặn tránh bỏn cái liều tránh quên liều thuốc tránh quên việc dùng thuốc thì cũng là một trong những cái mà chúng ta chú ý để lựa chọn cho bệnh nhân uh, một vấn đề nữa liên quan đến cái việc lựa chọn trách một trách 2 đến từ cái việc đó là chúng ta sử dụng dụng cụ phun hít như thế nào đối với ics và phòng mometrol thì hiện nay thì cũng đã có những cái dụng cụ dạng phun xịt thì cũng là một trong những cái điểm thuận lợi để giúp cho chúng ta có thể lựa chọn những cái bệnh nhân nào mà không sử dụng được cái bình buhaler chúng ta có thể sử dụng cái bình phun xịt định liều bình Haller của ICS của Moteron. Không như trước kia là nếu như sử dụng trách hai, chúng ta chỉ có ICE chỉ có những cái bình xịt định liều thôi thì cũng là một trong những cái điểm hạn chế với những cái bệnh nhân mà mà không hết được thì bắt buộc chúng ta phải lựa chọn bệnh xịt định liều với uh, cái hướng dẫn của trách hai. Thì đó là phần giải thích của bác sĩ Huyền xin uh, thêm ý kiến của cô Phương, bác sĩ Quyên cũng như là các bác uh, quý vị đồng nghiệp khác ạ. Vâng, rất là cảm ơn cái phần trình bày rất là chi tiết của bác sĩ Huyền. Bác sĩ Quyên có bổ sung gì không À, vâng ạ thì là cũng giống như là bác sĩ Huyền đã trình bày thôi tức là đối với lại trách một thì là dựa trên cái cơ sở đấy là do cái cửa sổ này, viêm và về bản chất của hen phế quản thì nó là cái tình trạng viêm mạng tính vì vậy mà mình phải sử dụng các cái thuốc kháng viêm có chứa ICS kéo dài thế thì trách uh, một thì theo hướng dẫn khuyến cáo của Gina là dùng cho những bệnh nhân mà có vẻ như là kém tuân thủ với điều trị hơn thì thay vì cái việc là bệnh nhân cứ phải dùng dùng thuốc hàng ngày Uh, nhưng mà nó cũng chỉ khuyến cáo cho đối với lại hen bậc 1 và bậc 2 thôi. Thì bệnh nhân có thể sử dụng một cái liều ICS Moteron bất cứ khi nào bệnh nhân có cái cơn khó thở thì khi có cơn như vậy bệnh nhân sẽ dùng cùng với một cái liều ICS trong đó rồi, nó sẽ giúp giảm cái đền viêm và có thể sẽ giúp cho ngăn ngừa cái nguy cơ của cơn hen cấp. Uh, thế còn uh, tuy nhiên thì từ hen bậc 3 trở đi thì kể cả trách một cũng cần phải yêu cầu duy trì một cái liều ICS là ba cố định rồi. Thế còn đối với lại cái trách 2 thì nó được, đối với lại Gina thì Gina khuyến cáo rằng là nên dùng cho những bệnh nhân mà có vẻ như là tuân thủ điều trị tốt hơn Thế thì uh, chúng ta biết là nền viêm của hen thì là là, là là tình trạng viêm mạng tính Vì vậy mà nếu mà thực ra về nguyên tắc nếu bệnh nhân điều trị được duy trì thường xuyên liên tục thì cái việc kiểm soát nó sẽ là tốt hơn Bởi vì uh, nếu như với sử dụng cái trách 1 mà dựa vào cảm nhận về triệu chứng hen của bệnh nhân thì đôi khi bệnh nhân có thể bị cảm nhận sai bởi vì giống như là cái phần trình bày của bác sĩ Quyên vừa rồi ấy, thì là có nhiều bệnh nhân hen người ta cho rằng hen của họ là đã kiểm soát hoàn toàn nhưng mà trên thực tế theo các cái um, tiêu chuẩn của Gina hay là các cái thang điểm kiểm soát hen thì hen của họ trên thực tế lại là chưa được kiểm soát tốt và vì vậy nếu mà uh, sờ vào cái cảm nhận của họ là tôi có cơn khó thở và tôi sẽ dùng thuốc thì đôi khi cái cảm nhận của họ có thể sẽ bị sai thế thì với những bệnh nhân đấy thì người ta có thể bị sử dụng dưới mức các cái thuốc điều trị cần thiết và đôi khi nó vẫn có thể dẫn đến bệnh nhân có đợt cấp thế và ngược lại có những bệnh nhân bị rối loạn trầm cảm lo âu người ta bị lo lắng quá mức thì người ta lại sử dụng quá mức các cái thuốc này và nó sẽ tăng cái nguy cơ tác dụng phụ đồng thời là và trong những trường hợp đấy thì có thể là sẽ làm cho chúng ta bị chẩn đoán nhầm thế còn nếu mà điều trị duy trì như trách hai thì là nó có một nhược điểm là nếu như mà bệnh nhân không, không tuân thủ điều trị tốt thì bệnh nhân thường là sẽ bị quên có thể bị quên mất cái liều thuốc để sử dụng hàng ngày và có thể dẫn đến kiểm soát không tốt nhưng mà tuy nhiên thì để chúng ta có thể cải thiện được cái tuân thủ của bệnh nhân ấy để chúng ta kết luận được là bệnh nhân có tuân thủ hay không tuân thủ thì nó cần phải có cái sự tăng cường giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân chúng ta cần phải giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân về hen là như thế nào cái việc cần thiết phải điều trị duy trì ra làm sao và uh, cái các cái vấn đề về cách sử dụng thuốc như thế nào cho đúng cách nữa thì uh, và đồng thời là việc lựa chọn trách một hay trách hai nó cũng tùy thuộc ví dụ nếu bệnh nhân mà sử dụng trách một thì với những cái bậc 3, bậc 4 thì chúng ta à, nếu mà sử dụng với người trẻ sẽ rất tiện lợi ở chỗ là người ta chỉ cần sử dụng hai trong một dụng cụ thôi khi bị khó thở người ta có thể sử dụng thuốc đó để cắt cơn luôn nhưng mà thuốc đó nó lại cũng có nhược điểm là nó sẽ có thể là đắt hơn chi phí điều trị nó có thể đắt hơn so với việc sử dụng cái trách hai là một cái thuốc điều trị iset la ba và kết hợp với lại một thuốc cắt cơn khi cần đấy thế thì và cũng như là những bệnh nhân mà có lực hít kém thì nếu mà sử dụng cái thì như như bác sĩ Huyền nói rằng là nó cũng có một cái dạng là repyhaler thì nó có thể khắc phục được cái việc là cho những bệnh nhân lực hít kém thế thì tùy theo điều kiện nguồn lực kinh tế nguồn lực ở cơ sở chúng ta có loại thuốc gì thì chúng ta điều trị cho bệnh nhân loại thuốc đó và nó phải phù hợp với điều kiện kinh tế của bệnh nhân phù hợp với cái sự ưa thích của bệnh nhân cái và quan trọng nhất là luôn luôn phải giáo dục cái tuân thủ điều trị của bệnh nhân thì cái đấy mới là cái quan trọng để chúng ta kiểm soát tốt cái tình trạng hen phế quản ạ dạ vâng rất là cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ quyên bác sĩ phương thì cũng thấy là bác sĩ quyên bác sĩ huyền cũng đã chia sẻ rất là đầy đủ rồi ở đây thì chúng ta chỉ cần chốt lại với nhau mấy cái một là chúng ta phải hiểu về bệnh nhân hen bệnh nhân hen của chúng ta thì người ta cũng đã phân tích rồi nó có mấy nhóm một nhóm là bệnh nhân nhận thức đúng về bệnh và người ta tuân thủ điều trị cũng như theo hướng dẫn của các bác sĩ một nhóm bệnh nhân thứ hai đấy là những cái bệnh nhân mà chủ quan hay còn nói là cái tuân thủ kém và cái tỷ lệ cái nhóm này thì nó cũng không hề thấp và nhóm thứ ba đấy là cái nhóm mà lo lắng quá mức và cái việc mà chúng ta sẽ phải phân nhóm bệnh nhân của chúng ta xem là nhóm nào và chúng ta chọn cái phác đồ điều trị tối ưu và bác sĩ Phương cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bác sĩ Quyên đấy là theo hướng dẫn của Gina thì với cái trách một thì người ta sẽ hướng tới những cái bệnh nhân mà tuân thủ có vẻ như là kém hơn so với check 2. Tại vì đối với check 2 thì uh, với cái hen bước 1, bậc 1 với bậc 2 thì chúng ta thấy rằng là với cái việc mà kiểm soát niềm viêm bằng ICS thì vẫn được khuyến cáo. Còn đối với cả check 1 thì bậc 1, bậc 2 với những cái trường hợp mà nhẹ và trung bình thì uh, sẽ dùng khi cần. Và thì cái này là cái mà chúng ta với cái hướng dẫn như vậy nhưng mà cái quyền quyết định là check nào hoàn toàn là do bác sĩ chúng ta trên từng cá thể bệnh nhân để chúng ta lựa chọn và vâng. thì ở đây cũng có một cái câu hỏi của bác sĩ Phạm Thị Thiên Lý đấy là hỏi về ICS và phọc metron trong phác đồ thì có thể thay bằng ICS la ba khác như san metron hay không? Thì ở đây là chúng ta thấy rằng là ICS và phọc metron thì có thành phần gồm ICS và phọc metron nó là tác dụng thuốc giãn uh, phế quản tác dụng kéo dài nhóm cường beta tuy nhiên thì nó lại có tác dụng nhanh à, uh, cho nên là nó sẽ có nghiệm pháp mạt tức là nó ngoài cái việc mà tác dụng uh, điều trị duy trì thì nó còn có tác dụng nhanh còn cái nhóm cường beta sambetaron thì nó không có cái tác dụng này cho nên là chúng ta sẽ phải nắm rõ đấy là cái tác dụng của từng cái thành phần trong thuốc để chúng ta chỉ định và rất là cảm ơn câu hỏi của bạn của các bạn để tiếp theo thì đến một cái câu hỏi mà đây thì tôi thấy rằng là chắc là của một bác sĩ mà thường xuyên phải cấp cứu những cái bệnh nhân nặng đấy là có hỏi về tác dụng của maze trong điều trị cái cơn hen cấp và thì rất là cảm ơn câu hỏi của bạn đã nói đến cái vấn đề cái phác đồ điều trị những cái bệnh nhân hen phế quản cấp và đặc biệt nữa là với những cái bệnh nhân mà đã phải dùng maze xung phát thì maze xung phát về cơ chế um, tác động thì nó sẽ giúp cho cái việc mà giảm cái co thắt cơ trơn do cái phong bế kênh canxi của tế bào cũng như là tăng cường cái áp lực của của cái receptor của beta 2 tức là nó tăng hiệp đồng với cả thuốc giãn à, phế quản nhóm cường beta 2 tác dụng nhanh thì cũng như vậy nó giúp cho cái việc là giãn à, cơ trơn phế quản à, bên cạnh đấy thì à, cơ chế hoạt động của ma dây phát cũng giúp cho cái việc mà quá trình chống viêm à, giảm cái thâm nhập các tế bào viêm cũng như là à, tiếp đến là nó cũng có thấy có vai trò trong cái việc là à, ổn định cái à, Uh, hoạt động của tim, uh, đây là tâm nhĩ thì đấy là cái cơ chế hoạt động mà người ta căn cứ với những hướng dẫn của Gina, của Nai hay là của những cái hiệp hội uh, 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 um, là nghề nghiệp uh, về um, phổi trong cái hướng dẫn về điều trị hen thì cũng đã được khuyến cáo là ma dây xung phát thì được chỉ định trong cái nhóm bệnh nhân hen phế quản nặng và rất là cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Phạm Thị Thu Hương. Uh, tiếp theo thì có một cái câu hỏi cho tiến sĩ. Quyên um, hỏi về cái ca lâm sàng của tiến sĩ Quyên mời tiến sĩ Quyên ạ. À. Bác sĩ Quyên bật mic lên. Vâng ạ, trong cái ca cái câu này của bác sĩ Hiệp thì có hỏi là tại sao cái ca này là tắc nghẽn đường thở trung tâm mà lại có cái sự hồi phục hoàn toàn sau test giãn phế quản thì. Uh, ở trong trường hợp này về nguyên tắc thì với một cái tắc nghẽn đường dẫn khí lớn như là khí quản thì nó sẽ không có đáp ứng với lại các cái thuốc giãn phế quản. Thế tuy nhiên thì với cái trường hợp bệnh nhân này chúng ta lại thấy có sự cải thiện của FEV1 tăng 25% và uh, khoảng mấy trăm ml cũng em cũng chưa không nhớ rõ lắm ở trong đấy. Thế thế nhưng mà tuy nhiên thì uh, với cái trường hợp bệnh nhân này thì cái việc mà nó có cái đáp ứng với lại thuốc giãn phế quản như vậy ấy thì cũng có thể là bởi vì khi mà bệnh nhân có một cái tình trạng tắc nghẽn ở phía trên và nó ứ động các cái dịch tiết rồi đờm nhầy ở phía dưới và nó có một cái tình trạng viêm ở phía các cái nhánh phía quản phía dưới kèm theo nữa và khi mà nó viêm như vậy thì nó cũng có thể dẫn đến cái tình trạng là có co thắt của cả các cái phế quản ở phía dưới nên là có thể khi bệnh nhân sử dụng thuốc giãn phế quản thì nó có thể có cải thiện một phần thôi. Thế tuy nhiên thì uh, trong trường hợp này thì cũng cũng không phải là nó đã nó hồi phục hoàn toàn vì cái FEV1 của bệnh nhân nó cũng vẫn còn giảm và trên cái đường cong mà lưu lượng thể tích ấy, thì thấy rằng là ở cái đường cong mà ở thì hít vào của bệnh nhân và cả kể cả thì thở ra nữa thì nó cũng có một cái dạng giống như là bình một cái dạng bình nguyên ở trên giống như là một cái hình thang ở cái thì hít vào và thì thở ra thì nó có một phần nó không hòa làm một cái đường mà nó điển hình như trong cái hội chứng của tắc nghẽn các cái đường dẫn khí nhỡ và nhỏ như là trong hen và CPD và trường hợp bệnh nhân này thì sau khi mà can thiệp nong và nong đốt điện đông và nong cái vùng khí quản bị hẹp đấy ra ấy, thì bệnh nhân có khám lại và có được theo dõi thì chức năng hô hấp là bình thường trở về bình thường và cái đường cong nó không còn là như thế nữa nhưng mà cũng rất là tiếc là bác sĩ quên hiện tại lại không có ở trên máy này để chiếu lên cho các anh chị xem nhưng mà tất cả những bệnh nhân mà hẹp khí quản như thế này sau khi mà ở trung tâm hô hấp can thiệp thì sau đó bệnh nhân đều được thè, hẹn khám lại đánh giá theo dõi và bệnh nhân có đo lại chức năng hô hấp sau những cái can thiệp như vậy vâng rất là cảm ơn cái phần câu trả lời của bác sĩ Quyên à, một câu hỏi dành cho bác sĩ Huyền nhẹ. À, em xin hỏi quy trình sàng lọc phát hiện bệnh nhân hen phế quản tại tuyến cơ sở à, đối với cái câu hỏi này thì à, thứ nhất là phải xin nói luôn với các à, bác sĩ đó là cái việc mà chẩn đoán hen thì đôi khi chúng ta có thể hoàn toàn dựa vào các cái triệu chứng về mặt lâm sàng tức là chưa cần đến những cái công cụ những cái thiết bị để mà đo lưu lượng đỉnh hay là đo chức năng hô hấp để có một chẩn đoán xác định à, cái việc mà khai thác uh, tiền sử bệnh sử tiền sử bản thân tiền sử gia đình rồi là đặc điểm của cơn khó thở ở uh, những cái biểu hiện của hen uh, đặc biệt là những cái, cái 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 biểu hiện của ho khò khè khó thở nặng ngực tái diễn uh, rồi xuất hiện khi mà có những cái yếu tố uh, kịch phát những yếu tố mà mà uh, phơi nhiễm dễ làm khởi phát cái cơn hen cho bệnh nhân ví dụ ví dụ như là đủ thời tiết này uh, khói khí bụi này rồi là những cái khó thở nặng ngực khi mà gắng sức khi lo lắng căng thẳng rồi ở xuất hiện ở trên bệnh nhân mà có cái cơ địa dị ứng hay là tiền sử uh, gia đình có dị ứng thì sàng lọc thông qua cái việc mà uh, hỏi bệnh uh, rồi là hỏi về tiền sử hỏi về bệnh sử hỏi về đặc điểm của biểu hiện khó thở khó khăn nặng ngực như vậy chúng ta có thể phần nào uh, phát hiện được những cái trường hợp mà hen tại, tại y tế cơ sở uh, thế thì để sàng lọc hen tại y tế cơ sở thì chúng ta cũng có một, một cái một cái dụng cụ mà uh, tương đối là đơn giản dễ mua và dễ thực hiện đối với bệnh nhân và bệnh nhân có thể làm được ngay tại nhà đó là những cái lưu lượng đỉnh kế để bệnh nhân có thể uh, đo lưu lượng đỉnh uh, hàng ngày buổi sáng buổi chiều và theo dõi cái sự biến động của uh, lưu lượng đỉnh kế để xem xem là có phải là hen hay không trong những cái trường hợp mà có sự dao động lớn của lưu lượng đỉnh kế sự thay đổi cái dạng biến thiên của lưu lượng đỉnh, giá trị lưu lượng đỉnh của bệnh nhân uh, buổi sáng, buổi chiều hay là trước và sau khi gắng sức hay là trước và sau khi dùng các cái thuốc uh, có tính chất chống viêm như là corticoid hay là những cái thuốc mà giảm phế quả thì sự biến thiên lưu lượng đỉnh của bệnh nhân như vậy cũng là một trong những cái cái công cụ để giúp chúng ta có thể chẩn đoán hen tại y tế cơ sở hay là ở những cái trạm y tế. Vâng ạ, đấy là câu câu trả lời của em ạ xin cảm ơn câu hỏi của bác sĩ bác sĩ loan vâng rất là cảm ơn cái phần trình bày của phần trả lời của bác sĩ huyền đúng là một cái câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là à, rất là 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 rất là cảm ơn bác sĩ đấy ạ vì quan tâm đến cái việc mà chúng ta phải sàng lọc à, phát hiện sớm để đưa những cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân phù hợp Vì chúng ta cũng biết rằng đối với bệnh nhân hen nếu mà không kiểm soát tốt thì bệnh nhân có thể xuất hiện những cái cơn cấp và đặc biệt cũng có trường hợp mà à, nặng nó tử vong và vâng, rất là cảm ơn bác sĩ à, tiếp theo thì một câu hỏi dành cho bác sĩ Quyên ạ theo Gina có năm bậc hen không thể nói đến hen khó trị cho phân bậc khi nghĩ đến hen khó trị thì cần phải gọi kiến chuyên gia và như vậy thì rất là khó khăn và khi chuyển lên tuyến trung ương thì tuyến cơ sở phải giải quyết như thế nào và xin mời bác sĩ Quyên dạ vâng cảm ơn câu hỏi của anh quý ạ thì cái trong đối với lại trong Gina ấy thì như anh nói là hen Gina thì có bậc 5 nhưng không thấy nói đến hen khó trị nhưng mà trong định nghĩa Gina cũng đã đưa ra một cái một cái hướng dẫn riêng về cái việc làm thế nào để có thể tiếp cận chẩn đoán và điều trị những trường hợp mà hen khó trị. Thì hen khó trị được định nghĩa là những trường hợp hen mà bệnh nhân được điều trị với các cái thuốc ICS uh, kết hợp với một loại thuốc khác ví dụ như là la 3 chẳng hạn với liều trung bình hoặc là liều cao nhưng mà chúng ta vẫn chưa thể kiểm soát tốt được các cái triệu chứng thì nó được định nghĩa là hen khó trị. Vì vậy mà hen ở Gina mà điều trị với bước 4 và bước 5 mà không được không kiểm soát tốt triệu chứng thì cũng có thể coi là hen khó trị và chủ như chúng ta cũng đã thấy rằng là hen khó trị thì cái hen như anh nói là hen mà ở tuyến dưới không thể kiểm soát được cần phải tuyển lên chuyển lên tuyến Trung ương ờ, gặp các cái chuyên gia ấy, thì nó là những cái trường hợp mà hen nặng nó là một bộ phận của hen khó trị thôi và với những cái trường hợp hen nặng như vậy thì các nghiên cứu nghiên cứu thấy rằng là nó chỉ tiếm, chiếm một cái tỷ lệ rất là thấp là chỉ có khoảng 3,4 3,7% thôi tức là dưới 4% còn phần lớn những trường hợp hen khó trị mà phải điều trị bước 4, bước 5 thường là do các nguyên nhân mà chúng ta có thể điều chỉnh được. Đó là các cái vấn đề mà bệnh nhân chưa tuân thủ điều trị hoặc là bệnh nhân sử dụng thuốc sai cách hay là bệnh nhân chưa kiểm soát được tối ưu các cái điều trị không dùng thuốc như là vẫn hút thuốc lá thuốc lào hoặc là các yếu tố môi trường hay là các cái vấn đề tiêm phòng vaccine cúm vân vân hoặc là các bệnh đồng mắc chưa thể mà chúng ta chưa phát hiện ra để điều trị hay là chúng ta chẩn đoán nhầm. Thế thì Uh, tất cả đến 9, có thể nói là đến gần 97% những trường hợp đấy, hen khó trị đấy, những trường hợp mà hen khó trị đó là chúng ta hoàn toàn có thể quản lý ở tuyến dưới được. Nếu như chúng ta tiếp cận một cách có hệ thống, nếu như chúng ta uh, có uh, dành thời gian để chúng ta tư vấn, chúng ta hướng dẫn bệnh nhân, uh, giáo dục bệnh nhân về cái bệnh của bệnh nhân cũng như là việc sử dụng thuốc thì chúng ta có thể kiểm soát được. Thế còn với những trường hợp mà hen mà cần phải chuyển lên đến các cái tuyến trên các chuyên gia thì nó là chỉ tiếm, chiếm một cái tỷ lệ dưới 4% thôi và với những cái trường hợp hen đó là khi mà bệnh nhân đã sử dụng ICS là ba liều cao rồi mà không thể kiểm soát được hoặc là thậm chí phải dùng cả cóc tiêu ít đường toàn thân không kiểm soát được sau khi chúng ta đã phải loại trừ các cái vấn đề mà chúng ta điều chỉnh được như là tuân thủ điều trị như là sử dụng thuốc không đúng hoặc là các vấn đề bệnh đồng mắc điều trị không dùng thuốc vân vân thì lúc đó chúng ta mới phải chuyển lên thì trong trường hợp đó thì uh, các uh, chuyên gia ở các tuyến trên tuyến trung ương có thể sẽ đánh giá về các cái vấn đề mà uh, đánh giá lại một lần nữa về cái vấn đề thứ nhất là chẩn đoán đã đúng chưa rồi cái việc mà tuân thủ các cái vấn đề điều chỉnh có điều trị có thể điều chỉnh được rồi sau đó thì mới đến cái vấn đề là có dùng thêm các cái thuốc mà sinh học hay không thế thì uh, như vậy thì có thể nhận thấy là phần lớn các trường hợp hen khó trị là hoàn toàn có thể quản lý ở các tuyến cơ sở và chủ yếu các bệnh nhân hen của chúng ta không được quản lý tốt phần nhiều là do bệnh nhân không tuân thủ điều trị bệnh nhân mới điều trị một hai lần và bệnh nhân nghĩ rằng là mình thấy thấy rằng là triệu chứng của mình đã ổn và nghĩ là mình đã khỏi bệnh và không dùng thuốc nữa phần nhiều là như vậy thôi ạ thế nên là uh, em nghĩ rằng là cái tỷ lệ bệnh nhân hen mà phải chuyển lên các tuyến thì thực ra là rất là ít nếu như mà chúng ta có cái cách tiếp cận bệnh nhân một cách có hệ thống chúng ta có cách chia sẻ trao đổi để cho bệnh nhân người ta hiểu người ta không quá lo lắng về bệnh để người ta lại bỏ đi lên tuyến trên thì cái việc mà uh, chúng ta có thể giữ lại bệnh nhân, giữ được bệnh nhân cũng như là chúng ta quản lý tốt cho bệnh nhân chúng ta với phần lớn bệnh nhân hen là hoàn toàn chúng ta có thể làm được. ạ Vâng, rất là cảm ơn uh, những cái thông điệp của tiến sĩ Quyên đã cho đến hội thảo của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta đối với cả các bệnh nhân thì chúng ta cũng phải đánh giá toàn diện, xem là cái uh, mức độ nặng rồi phát đồ điều trị và đặc biệt nữa là cái sự tuân thủ ở đây thì bác sĩ phương cũng sẽ cũng xin phép được bổ sung một chút đấy là đối với những cái hướng dẫn của hen thì bao giờ cũng rất quan trọng cho cái việc là sẽ phải dặn bệnh nhân phòng tránh các yếu tố nguy cơ đấy và nhiều lúc trên thực tế lâm sàng mà dặn bệnh nhân phòng tránh các yếu tố nguy cơ nó cũng không phải là nó đơn giản đúng không ạ nhưng mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải kiên trì thuyết phục và hướng dẫn cho bệnh nhân để phòng tránh yếu tố nguy cơ thì cũng giúp cho cái việc là chúng ta đã chọn cái phác đồ điều trị và bệnh nhân tuân thủ và phải phòng tránh được yếu tố nguy cơ và rất là cảm ơn bác sĩ quyên à, một câu hỏi của bác sĩ trần anh quý à, đấy là bệnh nhân hen bị lao phổi thì việc dùng ics như thế nào và một câu hỏi mà rất là thực tế và một cái thể hiện một cái việc là chúng ta khi mà điều trị cho bệnh nhân luôn luôn băn khoăn đến những cái tác dụng không mong muốn và chúng ta sẽ phải theo dõi sát thế thì à, theo bác sĩ phương thì ics thì chúng ta cũng biết rằng là cái thuốc chống viêm À, đường heat, có hít có cái ít đường hít và nó có tác dụng ở tại à, cái đường hô hấp và nó được chỉ định trong hen, trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và với việc dùng ICS ở ở tại đường hô hấp như vậy thì nó cũng à, về cơ chế thì cũng làm cho những cái trường hợp mà làm không đúng cái hướng dẫn, ví dụ như để để lắng đọng ICS ở vùng hầu họng à, rồi thì nó à, cũng có nguy cơ là bị rối à, loạn cái hệ sinh vật của đường thở và giảm cái chức năng tế bào bảo vệ cho nên là nó cũng có thể gây ra những cái tác dụng không mong muốn như là bệnh nhân có một số nhóm bệnh nhân là có viêm phổi, rồi một số nhóm bệnh nhân là có thể là có lao phổi cũ thì có thể là tái phát cũng như vân vân. Thế thì ở đây với cái việc là bệnh nhân đã bị hen thì bắt buộc quản lý nền viêm bằng ICS đấy là chúng ta phải chỉ định và nếu mà khi bệnh nhân vừa bị hen bị lao phổi thì chắc chắn là chúng ta vẫn phải sử dụng điều trị phát độ lao phổi và vẫn phải điều trị cái duy trì ở bệnh nhân hen thế và vừa điều trị vừa theo dõi. Chứ bây giờ chúng ta không thể nào sợ là à, những cái tác dụng mà phụ với cái tỷ lệ không hề cao khi mà dùng ICS mà chúng ta lại dừng hen à, ở trong những bệnh nhân lao phổi được thì đấy là cái chia sẻ của bác sĩ Phương. À, một cái câu hỏi cuối cùng vì bây giờ cũng đã quá 10 giờ rồi. À, một câu hỏi cuối cùng dành cho Tiến sĩ Quyên à, đấy là xin hỏi à, kinh nghiệm của bác sĩ phân biệt tình trạng bệnh nhân quá lo lắng sử dụng thuốc cắt cơn quá mức do tâm lý với tình trạng kiểm soát hen kém thực sự và một cái câu hỏi mà rất rất lâm sàng và... vâng vâng uh, rất là cảm ơn câu hỏi của bác sĩ công thì uh, trường hợp này uh, thực ra là trên lâm sàng là chúng em cũng gặp uh, một vài trường hợp bệnh nhân như vậy tức là bệnh nhân thì lúc nào cũng đi khám và phàn nàn là uh, vẫn bị khó thở lắm và khi mà hỏi các bác sĩ hỏi kỹ về cái tình trạng triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân thì với những trường hợp bệnh nhân mà người ta quá lo lắng đầu tiên là bao giờ các bác sĩ cũng sẽ phải đánh giá xem là cái vấn đề tuân thủ điều trị thuốc của bệnh nhân như thế nào à, nếu mà mình hỏi là chị có dùng thuốc đều không thì người ta sẽ trả lời là tôi có dùng thuốc đều nhưng mà mình sẽ phải hỏi kỹ lại là chị dùng đều như thế nào tại vì là có rất nhiều bệnh nhân sau một thời gian dài sử dụng rồi người ta vẫn bị nhầm lẫn giữa thuốc cắt cơn và thuốc dự phòng và bệnh nhân thấy là được uh, cho hai cái lọ thuốc thì nghĩ là mình dùng lọ này xong rồi để dành cái lọ kia khi nào hết thì chuyển sang lọ đấy thế thì thay vì là sử dụng thuốc dự phòng thì bệnh nhân lại sử dụng thuốc cắt cơn hoặc là ngược lại bệnh nhân sử dụng nhầm lẫn giữa thuốc cắt cơn và thuốc dự phòng uh, thế và đồng thời là cũng phải hỏi là nếu mà sau khi hỏi như thế xong bệnh nhân đã dùng đúng tức là dùng thuốc dự phòng thứ rồi thì cũng cần phải hỏi xem là cái liều lượng sử dụng hàng ngày của bệnh nhân như thế nào? Có nhiều bệnh nhân đang ví dụ đang cho sử dụng là uh, thuốc dự phòng là ví dụ như là seretide hay symbicort bốn liều hít một ngày nhưng khi hỏi ra bệnh nhân tự giảm xuống là còn có hai liều hít một ngày thôi. Tức là sáng một và tối một thay vì là sáng hai tối hai. Thế thì tức là tóm lại sẽ phải hỏi rất nhiều câu hỏi để đánh giá xem là bệnh nhân có tuân thủ điều trị với cái điều trị hiện tại mình đang sử dụng hay không. Uh, nếu bệnh nhân đã tuân thủ điều trị đúng liều, đúng liều lượng, đúng sử dụng đúng cách thuốc dự phòng riêng, thuốc cắt cơn riêng rồi và đồng thời là kỹ thuật sử dụng thuốc của bệnh nhân phải kiểm tra luôn xem bệnh nhân sử dụng có đúng hay không. Nếu bệnh nhân đã sử dụng đúng thì sẽ hỏi tiếp đến xem là bệnh nhân nói là vẫn phàn nàn là bị xuất hiện những cái cơn khó thở ở nhà thì cái cơn khó thở nó, nó thường xuất hiện vào khi nào? À, thì có những cái bệnh nhân thì chủ, khi mà người ta nói rằng là người ta bị khó thở có những bệnh nhân ví dụ khó thở vào ban đêm hay ban ngày thì mình cũng cần phải hỏi xem là thế thì trong cái cơn khó thở như vậy thì bệnh nhân thì có các cái triệu chứng của một cái cơn khó thở của hen kiểu điển hình không? tức là bệnh nhân có thể là có khó thở khò khè có cứ không thế rồi là có thể có ho rồi khạc đờm trong trong những cái cơn ho như vậy hay không thế đôi hay là đôi khi bệnh nhân chỉ biểu hiện là cái triệu chứng nặng ngực thôi nặng ngực khó thở thôi hoặc là đôi khi bệnh nhân nói rằng là tôi không phải bị những cái cơn khó thở như vậy mà tôi chỉ lúc nào cũng cảm thấy mệt và khó thở thôi thế thì trên thực tế thì những cái bệnh nhân mà bị khó thở do tâm lý ấy, thì người ta không có những cái cơn khó thở kiểu điển hình kiểu hen tức là cái cơn nó không phải xuất hiện thường xuyên xuất hiện vào ban đêm À, khi mà có những yếu tố kích thích hoặc là khi thay đổi thời tiết lạnh mà nó gần như là xuất hiện thường xuyên liên tục cả ngày và nó không phải là cái cơn khó thở à, điển hình là có khò khè có cứ đâu và khi mà bệnh nhân xịt thuốc thì bệnh nhân có những bệnh nhân xịt thì người ta quá lo lắng và khi xịt xong thì do yếu tố tâm lý có thể người ta cũng đỡ một phần nhưng người ta cũng không đỡ mấy thế thì những cái bệnh nhân như thế thì mình cũng sẽ hỏi luôn là ví dụ hiện tại thế thì hiện tại bây giờ uh, anh chị có khó thở hay không và có những cái bệnh nhân này thường người ta nói là có tôi bây giờ lúc nào tôi cũng thấy khó thở và thậm chí là thở hổn hển nhưng mà nghe phổi thì hoàn toàn không có gian co thắt gì cả đo chức năng hô hấp thậm chí là bình thường hoặc là thậm chí là quá cả cái giá trị gọi là uh, dự đoán lý thuyết cơ tức là thậm chí là hơn một trăm và nếu như chúng ta cũng có những cái phương tiện để chúng ta đánh giá ví dụ như là chúng ta có thể đo FNO để đánh giá thêm về cái tình trạng viêm của đường thở vì có nhiều bệnh nhân hen không kiểm soát nhưng mà chức năng hô vẫn bình thường và cái nền viêm thì đo FNO nó vẫn có thể tăng. Thế và những cái bệnh nhân mà rối loạn lo âu đấy thì khi mà mình trò chuyện mình nói chuyện với họ ấy thì uh, mình cũng thường cũng phải hỏi xem là ngoài cái việc mà cái triệu chứng khó thở như vậy thì uh, chị bệnh nhân có bị mất ngủ không? Rồi có cái vấn đề gì gần đây làm cho bệnh nhân bị lo lắng căng thẳng quá mức hay không? tức là mình sẽ hỏi vào những cái bệnh nhân mà bị rối loạn lo âu thường người ta có xu hướng là người ta nói rất là nhiều thậm chí là có thể người ta chưa cần nghe mình hỏi cái gì người ta đã trình bày rất là nhiều thứ rồi nhưng mà trước khi mình chẩn đoán là người ta là bị rối loạn lo âu do tâm khó thở này do tâm lý thì mình phải loại trừ rằng cái khó thở này có thực sự là do hen của người ta hay là do những yếu tố gì mà nó làm nặng lên cái tình trạng khó thở đấy mà làm cho hen kiểm soát kém hay không và nếu như bệnh nhân đã dùng các cái liều thuốc tối ưu rồi bệnh nhân không xuất hiện cái cái triệu chứng bị hạn chế khi gắng sức mà bệnh nhân nói lúc nào tôi cũng khó thở như vậy thôi tôi cảm thấy lúc nào cũng khó thở thì và chúng ta khám phổi không thấy gì chúng ta đo chức năng hô hấp hoàn toàn bình thường thì và cũng như khi mà chúng ta tiếp xúc chúng ta nói chuyện với bệnh nhân thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được đây là một cái bệnh nhân mà có thể có vấn đề về rối loạn lo âu thế thì đối với lại kinh nghiệm của bác sĩ quyên thì là như vậy thế còn chắc là xin thêm kinh nghiệm của cô Phương với lại bác sĩ Huyền. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Huyền. À, bác sĩ Huyền có bổ sung gì không? À, với em thì uh, những cái trường hợp mà lo lắng, căng thẳng như thế này thì <laughs> lo âu, chốt đoạn lo âu. Thì thậm chí là cá biệt có những cái trường hợp mà uh, bình thường thì không sao, nhưng mà vào gặp bác sĩ cá là bắt đầu là thở nhanh, khó thở, thậm chí có những bệnh nhân giết luôn được thở dít luôn được thế thì việc đầu tiên để mà có thể làm rõ cái bệnh lý phổi của bệnh nhân khẳng định với bệnh nhân là là vấn đề về phổi không phải là vấn đề thực sự thì mình bắt buộc phải phải tìm kỹ xem là có vấn đề gì với phổi không cũng đồng ý với bác sĩ quyên là phải xem kỹ những cái, cái đặc điểm của cơn khó thở nó như thế nào thậm chí là phải chụp cất lớp phổi xem là có những cái tổn thương phổi ở trong phổi hoặc là những cái tổn thương ở trong khí quản mà chúng ta có thể bị bỏ sót của bệnh nhân hay không rồi là quản lý tốt những cái hiện tượng trào ngược vì số loạn lo âu thì cũng hay gặp uh, cái bệnh động mắc của trào ngược thực quản mà trào ngược thực quản cũng là một trong những cái căn nguyên có thể làm cho cái tình trạng hen của bệnh nhân nó không không kiểm soát được. Thế rồi sau khi mà chúng ta đã loại hết các cái uh, <laughs> nguyên nhân mà có thể làm cho hen không kiểm soát được uh, và nghĩ đến chủ yếu là khó thở do bệnh nhân uh, liên quan đến tâm lý của bệnh nhân là chính thì chúng ta sẽ À, gửi khám các, các bác sĩ chuyên khoa về sức khỏe tâm thần để họ có thể có những cái điều trị phối hợp với điều trị hẹn của chúng ta thì sẽ giúp bệnh nhân kiểm soát tốt hơn tình trạng bệnh. Vâng em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Quyền, à, bác sĩ Huyền. À Vâng, thì à, như vậy là chúng ta bây giờ hiện tại đã 10 giờ 10 rồi, buổi tối thứ sáu cuối tuần ạ. À. Vâng đúng không ạ? À, đã quá cái thời gian à, trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay rồi. Thì à, xin à, tôi xin phép được tóm tắt những cái nội dung chính trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì à, À, với hai bài báo cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền và à, bác sĩ Phạm Thị Lệ Quyên thì cũng đã cho chúng ta à, biết thêm một cái cách tổng quát về trần à, đoán và điều trị bệnh nhân hen phế quản. Với bài bài báo cáo của bác sĩ Huyền thì đề cập đến cái điều trị cơn hen phế quản cấp và vai trò của saba Sama thì chúng ta thấy rằng khi mà à, phát đồ điều trị saba Sama thì nó làm đạt hiệu quả à, hơn so với dùng đơn thuần à, saba và nó cũng làm giảm cái tỷ lệ nhập viện à, cải thiện chức năng hô hấp cải thiện cái lưu lượng đỉnh và nó cũng không làm gia tăng cái tác dụng mà không mong muốn của thuốc và thì à, bài báo cáo của tiến sĩ phạm thị lệ quyên thì cho chúng ta đến một cái à, nhóm bệnh nhân đấy là hen à, khó trị và ở đây Hen có trị sau bài bác sĩ quyên thì chúng ta cũng thấy rằng là à, phần lớn những cái nguyên nhân của Hen có trị chúng ta kiểm soát được nếu mà chúng ta đánh giá toàn diện, chúng ta đưa một cái phác đồ điều trị tối ưu à, và đặc biệt nữa là phòng tránh yếu tố nguy cơ cũng như là giáo dục sức khỏe thì à, gần hết những cái nguyên nhân mà gây ra Hen có trị có thể kiểm soát được và có một cái tỷ lệ rất thấp đấy là à, những cái nguyên nhân mà à, mà bắt buộc phải có thay đổi cái phác đồ điều trị đặc hiệu ở nhóm bệnh nhân à, và à, và như vậy thì chúng ta với những cái kiến thức mà bác sĩ Huyền, bác sĩ Quyên đã chia sẻ thì chúng ta cũng đã có thêm những cái kinh nghiệm hơn về mặt lâm sàng để làm thế nào quản lý cái bệnh nhân hen phế quản của chúng ta một cách tốt nhất cả ở những cái giai đoạn di trì có vẻ như là triệu chứng nó chưa đáp ứng cũng như là trong điều trị cái hen cấp và xin mà, thay mặt ban tổ chức thì rất là cảm ơn sự rất nhiệt tình tham gia của các quý vị đồng nghiệp mặc dù là ngoài 22 giờ tối rồi nhưng mà cũng gần 300 quý vị đồng nghiệp vẫn đang À, theo dõi cái uh, buổi hội thảo ngày hôm nay và cũng rất mà trong thời gian tới thì uh, hội học Việt Nam cũng sẽ tiếp tục tổ chức những cái buổi hội thảo uh, về uh, quản lý các bệnh lý uh, hô hấp và cũng rất mong được sự ủng hộ của các quý vị đồng nghiệp để uh, ban tổ chức có thể tiếp tục tổ chức những cái buổi hội thảo ngày hôm nay như hôm nay và cuối cùng thì uh, xin chúc sức khỏe uh, các quý thầy cô quý vị đại biểu mà uh, uh, sức khỏe tốt và có rất nhiều thêm những cái kinh nghiệm để mình có thể thực hành tốt trên những cái bệnh nhân mà uh, về bệnh lý hô hấp uh, và uh, xin chúc cơ thể của cô có chuẩn có một giấc ngủ ngon và có một cái kỳ uh, nghỉ cuối tuần vui vẻ bên uh, gia đình và xin trân trọng cảm ơn và xin kết thúc buổi hội thảo ở đây ạ một lần nữa thì rất là cảm ơn bác sĩ Huyền, bác sĩ Quyên đã dành rất nhiều thời gian để có một cái bài báo cáo rất là đầy đủ, uh, cập nhật những cái kiến thức cũng như là uh, cũng rất là nhiệt tình chia sẻ những cái kinh nghiệm trên lâm sàng. Và xin trân trọng cảm ơn ạ. Chào Cô Phương, chào, chào, chào. Huyền, chào Cô Phương và chào các uh, bác sĩ, các quý vị đồng nghiệp ạ. Và chào bác sĩ Huyền, bác sĩ Quyên nha.